chủ xe VinFast VF8 lên đồ, chuẩn bị cho hành trình 16.000 km khám phá Tây Tạng. Những thách thức trong hành trình khám phá Tây Tạng sắp tới là nguồn cảm hứng để nhóm người dùng xe VinFast VF8 khẳng định với thế giới về chất lượng của xe điện Made in Việt Nam. Nếu không đi chuyến này thì quả thực có lỗi với bản thân. Anh Bạch Thành Trung, một chủ xe VinFast VF8 hào hứng khi nói về hành trình chinh phục Tây Tạng, Trung Quốc sắp tới. Anh Trung là một trong số những thành viên cộng đồng chủ xe VinFast VF8 tham gia hành trình này. Chuyến đi có tổng cộng 4 chiếc xe VF8 khởi hành vào ngày 8 tháng 10 từ Hà Nội. Anh là một thành viên đặc biệt trong đoàn khi lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh tới Hà Nội nhập đoàn rồi mới lên đường sang Trung Quốc. Đối nghịch với vẻ đẹp của thiên nhiên, của những con đường từ Việt Nam xuyên qua nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc để đến với Tây Tạng, đoàn sẽ phải đối mặt sự thách thức của thời tiết, địa hình và cơ sở hạ tầng. Do đó, tất cả những chiếc VF8 tham gia hành trình đều được bảo dưỡng cẩn thận từ hệ thống treo tới chiếu sáng. Cả đoàn đã đưa xe đi kiểm tra tổng thể tại xưởng dịch vụ của VinFast để đảm bảo tất cả hệ thống điện và cơ khí trên xe hoạt động trơn tru và đặc biệt phải phù hợp với điều kiện vận hành tại Trung Quốc. Trong đó, bộ lốp cũng là thành phần rất quan trọng. Theo chia sẻ của anh Trung, chiếc VF8 của anh đã thay bộ lốp mùa hè sang bộ lốp đa mùa để có thể vận hành tốt trên bề mặt đường trong thời tiết rất lạnh tại Tây Tạng. Bên cạnh đó, một bộ chuyển đổi cổng sạc là cần thiết để những chiếc VF8 có thể tương thích được tại hệ thống chạm sạc tại Trung Quốc. Anh Chu Hữu Thọ, một thành viên đoàn cho biết, nhóm đã mất gần nửa tháng để thử nghiệm và tìm ra loại đầu chuyển hệ sạc GBT và CCS2 thích hợp nhất để sạc chiếc VF8 tại trạm sạc của Trung Quốc. Một bộ sạc di động cũng được thành viên đoàn mang theo để phòng trường hợp thiếu trạm sạc trên cung đường di chuyển, cần sạc tại khách sạn hoặc nhà dân. Cuối cùng, sức khỏe của các thành viên là yếu tố quan trọng không kém để có được một chuyến đi thành công. Theo anh Thọ, có một thành viên đoàn từng là bác sĩ nên mọi người cảm thấy yên tâm về vấn đề sức khỏe và số thuốc men mang theo. Anh Trung bị dị ứng một số loại thực phẩm nên còn phải chuẩn bị thêm thức ăn đóng hộp. Trang phục, sim điện thoại và các thiết bị quay chụp hình cũng nằm trong danh sách đồ dùng cần chuẩn bị trước khi lên đường. Mặc dù còn nhiều trở ngại để đến được tới Tây Tạng, tất cả thành viên đoàn đều bày tỏ quyết tâm chinh phục vùng đất được coi là nóc nhà của thế giới này. Chỉ ít giờ trước khi lên đường, anh Trung, anh Thọ và các thành viên khác đều cảm thấy phấn khởi và sẵn sàng trước chuyến đi lịch sử của bản thân cũng như những chiếc xe điện Made in Việt Nam. Tây Tạng là một nơi rất xa mà trước đây mình chỉ được xem qua màn ảnh nhỏ. Để đến Tây Tạng du lịch thì không khó, nhưng mình không thích đi máy bay. Bọn mình đều là những người thích đi xe nên muốn trải nghiệm chuyến đi này bằng xe điện, anh Trung cho biết. Cũng muốn cầm lái xe điện để tìm kiếm thử thách, anh Thọ chia sẻ, sau hơn 2 năm sử dụng, anh thấy VF8 là một chiếc xe ổn định, đã chinh phục nhiều cung đường từ Bắc tới Nam, vượt qua các tỉnh miền núi phía Bắc sang Lào, Campuchia. Giờ đây anh muốn tìm kiếm thử thách lớn hơn khi mang những chiếc xe điện Việt Nam tới những vùng đất xa xôi. Đây là lần đầu chiếc xe điện do Việt Nam sản xuất, do chính người Việt điều khiển chinh phục những miền đất mới. Sẽ rất khó khăn gian khổ. Tôi biết là thế nhưng tôi tin những chiến mã này sẽ giúp chúng tôi thỏa nguyện ước mơ, anh Thọ nói. Từ Vietnamnet, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV. Hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.